Những sản phẩm Apple trong dịp Tết này đang thu hút được rất lớn sức mua từ người dùng, đặc biệt là những sản phẩm qua sử dụng như iPhone 5, 5S. Bên cạnh đó, nếu có túi tiền dư giả thì nhiều bạn sẽ lên hẳn iPhone 6 hay 6 Plus. Vậy thì hôm nay thì mình sẽ có bài tư vấn cho các bạn những thứ được khi nâng cấp từ iPhone 5S lên iPhone 6. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được một sản phẩm phù hợp nhất. Các bạn đang theo dõi video tại D-Channel, kênh video công nghệ chính thức của Di động Thông minh. Các bạn có thể truy cập website didongthongminh.vn để tham khảo thêm những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Về thiết kế thì đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai thế hệ iPhone 5S và iPhone 6. Nếu như iPhone 5S mang lại cho các bạn cảm giác vuông vắn và cứng cáp khi cầm trên tay, thì iPhone 6 lại sở hữu những đường nét mềm mại bởi các đường góc cạnh bo tròn khá nhiều. Điểm này sẽ giúp cho người dùng dễ dàng cầm nắm hơn với một kích thước màn hình lên tới 4,7 inch so với 4 inch. Về khối lượng thì iPhone 6 không nặng hơn iPhone 5S quá nhiều, mặc dù có kích thước lớn hơn, cho nên sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm khi cầm trên tay. Tuy nhiên thì iPhone 6 lại đạt đến độ mỏng kinh ngạc chỉ còn 6,9mm so với 7,6mm của 5S. Màn hình của iPhone 6 được thiết kế hơi nhô lên cao và bo dần vào các cạnh, thay vì làm phẳng có phần hơi góc cạnh cấn như iPhone 5S khi cầm trên tay. Ngoài ra thì Apple cũng loại bỏ hẳn các đường vát kim cương sắc nét và nó được thay thế bởi các cạnh ôm sát vào màn hình. Những vị trí của camera, đèn flash, loa ngoài, cổng kết nối Lightning, hai phím tăng giảm âm lượng hay cần gạt rung vẫn được giữ nguyên. Trong khi điểm đáng khen với iPhone 6 đó chính là phím nguồn đã được đặt bên phía cạnh phải thay vì trên đỉnh máy như của 5S, giúp người dùng có thể thoải mái dễ dàng thao tác nhất. Hai điểm đáng chê trách nhất trên iPhone 6 chính là khu vực phần viền anten và thiết kế camera lồi. Khi sử dụng lâu dài thì phần viền nhựa ngăn cách giúp máy bắt sóng tốt hơn nhưng rất dễ xỉn màu. Hai cụm camera có thể dẫn đến hiện tượng chảy xước nếu đặt lên bề mặt cứng. Điểm này thì iPhone 5S làm tốt hơn. Nhưng để có được độ mỏng như vậy thì Apple đã buộc phải hy sinh phần camera hơi nhô lên cao của iPhone 6. Tổng quan thiết kế thì mình đánh giá iPhone 6 vẫn có những nét sang trọng đẳng cấp không hề thua kém so với iPhone 5S. Cảm giác cầm nắm trên tay dễ dàng, thoải mái hơn, không bị cấn. Hơn nữa màn hình lớn sẽ cho người dùng nhiều không gian trải nghiệm hơn. Thứ hai là về màn hình. Một trong những lý do khiến người dùng nâng cấp lên iPhone 6 chính là màn hình của nó lên tới 4,7 inch. Apple đã phải từ bỏ tỷ lệ vàng trong thiết kế của iPhone 5 cũng như 5S với 4 inch để lắng nghe ý kiến của người dùng. Với màn hình lớn thì đương nhiên xem phim, chơi game, giải trí sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều so với iPhone 5S. Ngoài ra màn hình phía trước được làm hơi cong nhô lên cao, cho nên hiệu ứng hình ảnh mang lại sát với mắt người dùng hơn, cảm giác lướt trên màn hình như chúng ta đang chạm trực tiếp vào tấm cảm ứng vậy. Độ phân giải iPhone 6 có tăng lên một chút, 750x1334 pixel, nhưng do màn hình lớn nên mật độ điểm ảnh của nó cũng chỉ tương đương với iPhone 5S, đạt 326 ppi. Nên về chi tiết hiển thị thì hai thiết bị hoàn toàn tương đồng như nhau. Chúng ta vẫn có một độ sáng cao, góc nhìn rộng và màu sắc hiển thị ấn tượng, trong trẻo và cực kỳ trung thực trên iPhone 6. Thứ ba là về cấu hình. Chưa bao giờ Apple nói quá nhiều về điểm này khi ra mắt những sản phẩm iPhone, nhưng với iPhone 6 hay 6 Plus thì vẫn có những điểm nâng cấp tuyệt vời so với thế hệ trước. Cụ thể iPhone 6 đã được nâng cấp lên con chip Apple A8 mới nhất 64 bit, 2 nhân, xung nhịp 1.4 GHz. RAM vẫn là 1 GB, nhưng chúng ta sẽ có bộ xử lý đồ họa mới hơn PowerVR GX6450 với 4 nhân đồ họa. Khi so sánh thực tế với con chip Apple A7 2 nhân 1.3 GHz, RAM 1 GB, bộ xử lý đồ họa PowerVR GX6430 trên iPhone 5S, chúng ta sẽ thấy rõ sự khác biệt. Khi so sánh với AnTuTu Benchmark thì iPhone 6 nhỉnh hơn so với 5S, nó luôn đạt ngưỡng từ khoảng 46-47.000 điểm, trong khi đó của iPhone 5S sẽ đạt trên dưới 40.000 điểm. Ở một số bài đo thời gian trải nghiệm bật ứng dụng hay game thì iPhone 6 cũng hoàn thành trước iPhone 5S, song không chênh lệch quá nhiều về thời gian, nhưng vẫn đủ để thấy con chip mới của iPhone 6 cho hiệu năng tốt hơn của iPhone 5S. Và hơn cả, đó là khả năng xử lý đồ họa chơi game 3D cũng tốt hơn 5S khá nhiều. Thứ tư là về camera. Ở màn này thì iPhone 6 vẫn sử dụng bộ đôi camera là 8MP và 1.3MP ở phía sau và phía trước như iPhone 5S, nhưng sẽ được trang bị cảm biến xử lý ảnh iSight tốt hơn. Giao diện camera rất đơn giản, tự động và giống hệt nhau giữa hai máy. Chất lượng ảnh chụp trong điều kiện đủ ánh sáng rất đẹp và khá chi tiết. Mình đánh giá chất lượng ảnh cho ra không hề khác nhau nhiều. Còn trong điều kiện chụp thiếu sáng thì iPhone 6 sẽ nhỉnh như iPhone 5S khi hình ảnh đỡ bị noise, ít hạt nhiễu hơn. Về chế độ quay video đều là Full HD, nhưng iPhone 6 sẽ có thêm một tùy chọn cho phép quay chậm slow motion gấp đôi, đạt 240 khung hình trên giây so với 120 của iPhone 5S, cho nên chúng ta sẽ có những thước phim quay chậm ấn tượng hơn. Về những tính năng đặc biệt được trang bị thì iPhone 6 khi được giới thiệu cùng nền tảng iOS 8 sẽ có thêm những ứng dụng dịch vụ liên quan đến sức khỏe người dùng tích hợp trên con chip M8. Bên cạnh đó, cảm biến vân tay cũng nhạy hơn của iPhone 5S. Ngoài ra, nó cũng được hỗ trợ những dịch vụ thanh toán trực tuyến Apple Pay qua cảm biến vân tay này. Và cuối cùng là về pin, thì với dung lượng 1810 mAh của iPhone 6 thì như một chút
1560 mAh của iPhone 5S, nhưng do màn hình lớn hơn nên những trải nghiệm thực tế của mình cho thấy thì chúng khá tương đồng nhau, đáp ứng cho các bạn trong một ngày làm việc với những ứng dụng cơ bản. Mặt này thì iPhone 6 không vượt trội hơn 5S quá nhiều. Như vậy có thể kết luận, nếu các bạn nâng cấp từ iPhone 5S lên iPhone 6 thì chúng ta sẽ có một thiết bị màn hình lớn hơn, cho phép trải nghiệm giải trí tuyệt vời hơn, một cấu hình cao hơn, khả năng xử lý đồ họa tốt để trải nghiệm những game đỉnh cao. Bên cạnh đó sẽ là khả năng quay video slow motion đáng kinh ngạc và những cải tiến mới đến từ bảo mật vân tay, những ứng dụng sức khỏe hay thanh toán online. Nếu bạn cảm thấy cần thiết thì có thể nâng cấp lên iPhone 6, còn lại với những gì trên iPhone 5S vẫn có thể đáp ứng tốt cho các bạn với một mức giá lựa chọn hợp lý hơn. Và nếu các bạn cảm thấy video ích thì đừng quên like Facebook cũng như subscribe channel của Diệu Thông Minh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.